Xin chào vợ chồng thân yêu, nhìn em anh thấy điêu điêu thế nào? Ô, này, ông đừng có mà ăn nói tào lao nhé. Tôi đập cho ông một phát, ông bắn ra ao bây giờ. Ôi giời, vợ đừng có mà đánh bất ngờ. Anh tuy say xỉn nhưng mà vẫn tôn thờ mình em. Tuy rằng anh nói nó lèm nhèm nhưng mà anh sẽ yêu em suốt đời. Giời ơi, không ngày nào là trượt cả. Này, này, đi vào trong nhà ngủ. Này. Ơi, dậu đây. Này, 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 vào nhà và ngủ đi, nhanh lên. Muỗi nó đốt làm thịt bây giờ. Nhanh lên. Thằng nào lại gọi vợ tao? Hôm nay đích thị knock out, móc hàm. À, con chó này. Mỗi sáng sớm anh bên hoa cười say đắm. Lai 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 lai. Con chó này, mày lái này này. Mày lái này. Này, im, để tao nói. Mày cứ nghĩ phụ nữ là mày đâm dễ dàng. Hôm nay là tao đấm nhẹ nhàng, tao mà đấm thật mày hỏng cả hàng mày luôn nhá. Mày không chịu. Ôi trời ơi, mẹ đánh không mày. Mẹ cứ ra đây, có điều bất ngờ để dành cho mẹ đấy. Điều bất ngờ? Đây, đây, điều này. Gì, điều gì, điều gì? Ôi trời ơi. Ôi chết rồi. Ôi trời ơi, con ơi. Bố mày làm sao thế này? Tôi chết rồi. Ôi ông ơi, ông làm sao thế này? Trời ơi, đứa nào, thằng nào nó đánh ông cái đồng đôi này à? Ông ơi, trời ơi, con ơi này, bố mày cái này, thế phải bảo là bất ngờ à? Có mà bất động thì có con nào? Trời ơi, mày có để cho bố ngồi lên xe lá nữa thế nào? Ngồi lên xe lá. Trời ơi, nó còn cầm hoa đi đâu đây? Trời ơi, đứa nào nó đánh ông ra như thế này? Mày bỏ ra! Con đứa nào dám đánh tôi nữa? Đứa nào? Ngoài cái thằng con rể của bà ấy. Này, thằng con rể của tôi chứ không phải là của ông à? Nó kêu mày mồm đi. Đây. Đây đau gần chết nên còn vặt mấy vẹo. Đau là thế nào? Này, đúng là sao lại đánh bố? Con có mắt như mù. Hóa ra thằng chó lại là bố. Bố ơi, con xin lỗi bố. Con muốn giải thích với bố như thế này. Không giải thích gì cả. Tao biết nhá, tao thừa biết cái mặt của mày nhá. Mấy lâu nay mày chỉ chờ đợi có cơ hội là mày tẩn tao nhá. Thì ra bố lại ngồi đây. Dậy. Này, bố mẹ đang giận nhau. Tôi đưa mẹ ra đây để bố mẹ hàn gắn lại với nhau. Thế mà ai bảo ông đánh bố thế hả? Ui dồi ôi, thế thì lại con nhầm ạ. Con muốn giải thích với bố. Tôi cầm mồm đi. Giải thích cái gì? Nó đánh mình như là đánh kẻ thù. Nó đánh mình như là đánh thằng trộm chó. Bố, con muốn nói. Nói cái gì? Tôi cho anh ngủ nốt đêm nay, sáng mai gà gáy đi ngay khỏi nhà. Thôi thì xin tuân lệnh ông bà, kể cả không thích tôi đi ra khỏi nhà đêm nay gì đâu. Này, ngồi xuống xin lỗi bố mẹ đi. Thì xin mãi có được đâu. Nói xin như thế là con không tha thôi. Mày nói cái làm cái gì? Tôi nói cho bà biết chứ. Từ bé đến giờ tôi không bao giờ, bố mẹ tôi không bao giờ cho tôi ăn đòn đau đến như thế này. Nó đánh tôi như đánh tội phạm thế này. Đúng là nó xử lý đúng như các cụ để lại. Thì là bố vợ phải đấm. Rồi đến lượt bà rồi có ngày nó phang cho bà nát mặt. Thôi, khổ quá rồi. Bố vợ phải đấm cho mẹ vợ ăn đòn. Rồi. Ôi giời ơi. Tôi mới nữa cái gì? Đi vào trong nhà đi. Mà làm gì? Lấy dầu gió bóp cho tôi. Sức hết cả quai hàm rồi còn gì nữa. Rồi lấy dầu gió. Đứng lại. Lại đứng lại. Đi đâu đấy? Đi lấy dầu gió chứ còn đi đâu nữa? Thế không chắc tôi về à? Nào! Chắc cái gì? Lên!
Từ từ thôi nào. Nặng thế cơ chứ đi. Ôi ôi. Con rể rồi. Con dâu thế này rồi. Ôi ôi ôi. Có ai khổ chứ không. Ôi ôi, đêm nay ngủ ngoài đường. Ôi ôi. Ôi đang tình nghĩa thì tự nhiên này ẩm gương thế này. Ôi giời ơi, cái bình rượu của tao đâu rồi? Ôi làm nước ơi. Mày nó là cái bình thuốc sâu. Ôi lạc nước ơi, giả rượu đây cho bà. Ôi dồi ôi. Dậy, dậy tìm mày. Rượu cho tôi nhanh lên. Cái gì, nheo nha, nheo nheo. Người ta ngủ không yên. Ngủ cái gì mà ngủ, ngủ suốt ngày, ngủ ngày, ngủ đêm. Dậy. Thì đấy bà biết đấy, tôi là ngủ ngày cày đêm. Đêm nó mới mơ ra lô ra đè. Nó về có mà ăn đủ. Cái bình rượu nè. Bình rượu của tôi đâu? Biết đâu, bà để đâu rồi, ai biết. Cái bình rượu tôi chôn ở trong góc nhà ấy. Làm sao là lại không biết. Đêm qua tôi ngủ rất sâu. Tôi đợi bà mãi, lâu lâu không thấy về. Đấy. Đêm qua tôi mơ con đẻ. Hôm nay quyết đánh nó về, đợi nhá. Mà này, cái bình rượu đó tôi đổ thuốc sâu vào rồi đấy. Cái gì? Yêu thuốc sâu. Hôm qua tôi thằng Hợi nhá, uống uống bét nhà, uống tì tì cũng không sao đâu. Sao trần đời tôi lại lấy được cái thằng chồng nó khôn thế hả giời? Hôn khôn mất hết cả phần của người khác hả? Thóc đâu mà lại cứ mang đi đãi gà rừng thế hả? Cái đồ khốn nhà dạy chợ, vợ thì giấu giếm, còn chồng thì mang đi đãi hàng xóm. Thì bạn bè nhau có gì đâu. Bạn bè nhau thế có bao giờ nó đãi ông được ngụm nào không mà ông mang cả bình rượu nhà tôi đi ông đãi người ta hả? Sắp tới nó đãi. Ngồi đi mà đợi sắp tới đi. Mà tôi nói thật nhá, cái bình rượu đấy tôi đổi thuốc sâu vào thật đấy. Đổi sâu á? Đúng rồi. Sao không khí có vấn đề gì? Chưa đâu, nó mới ngấm. Chưa 24 giờ. Ui dồi. Ui dồi, tôi chết rồi. Ôi lạc nước ơi, vợ tôi nó đầu độc tôi. Ôi dồi ôi. Im mồm, im mồm. Ôi lạc nước ơi, im mồm. Im mồm, im mồm. Im mồm. Tôi im mồm. Cái con chó chim kia nhá, mày cũng bảo tao im mồm nhá, mày nhớ mặt tao đi nhá. Mày là cái đồ phản chủ. Chủ nó đây này. Không nói nhiều lôi thôi với ông. Ông bước ra khỏi nhà tôi, bước ngay. Tôi bước. Đi ngay. Tôi bước luôn. Đừng bao giờ vác mặt về nhà tôi nữa. Cái mặt tôi nó nặng lắm rồi, không ai vác được về đâu. Tôi đi luôn đấy. Đi luôn. Thôi hết rồi người đã xa tôi, quên hết lời thề ngày xa xôi, quên đường xưa lối qua ngậm ngùi, quên thời gian bước đi bồi hồi, hai ta cùng chung lối. Thế đã bao lâu rồi không về nhà Mão là thăm thằng em. Đi đâu đây? Khổ lắm. Oai. Oai. Chỉ vì cái chuyện bưởi bọc mà cả nhà ấy nó đồng lòng đuổi tao. Thế thì đuổi mày thì đã làm sao? Làm trai phải biết ngẩng cao cái đầu. Nhưng mà khổ quá, cứ mãi không giàu. Bây giờ biết sống ở đâu, thế nào? Ôi ôi giời. Này, đóng cái này cái. Không phải đóng. Bây giờ đi vào. Hả? Bây giờ này đi vào à? Đi vào. Đi vào bây giờ nó đuổi rồi, kể có liềm chỉ chứ nó đuổi lại còn đi vào. Từ đầu là như thế này. Tao chưa nói cho mày biết thôi. Về đằng ngoại ấy. Đằng ngoại. Mày phải gọi tao ông ấy. Ông thế à? Một tiếng nói của tao. Yên tâm. Thế sao mày cũng vào từ đầu? Thế thôi thế này nhá. Ông cứ giúp cháu. Từ hôm nay trở đi tao đi gọi mày bằng ông. Nhớ đi đi đi. Mày ngại mày lo. Mày đi trước đi. Mày đi trước đi ông. Mày phải sợ. Được không? Rồi. Này, cái thằng rửa đánh nhá. Mày còn vác cái mặt mẹt lên đây làm cái gì? Hả? Mày này. Mày bị rời đánh bây giờ. Ủa mà thôi, mày cứ để tao xem.
tại vì nguyên cớ làm sao mà lại để cho nó lách rào ra đi? Nếu như nó có tội tình gì phải cho nó cơ hội nó quỳ xuống xin. Chứ thằng này đâu phải cái tuổi tên mà gia đình thì phải biết giữ gìn gia phong. Đấy ông ạ, chỉ vì cái chuyện bưởi với bồng mà cả nhà nó đồng lòng đuổi tao. Cái thằng này mày cứ phải cứ nói leo. Mà ông nói với chúng mày là như thế này này. Này, mày ông với ai đấy hả? Mày ông với ai? Ông. Bố bình tĩnh. Thằng này tuy nó trơn con, vai vế ở ngoài đời thì nó là bạn con, nhưng về đường mẹ con ấy thì nó là ông chúng mình. Ngồi. Đấy, có đúng không mẹ? Đúng rồi đấy. Ông lấy tôi, ông phải gọi thằng này bằng ông. Đúng. Này, thằng nào? Ông ạ. À. Ừ, ông. Dạ thế thì để mời ông ngồi sơn nước ạ. À. Dạ. Ô lão. Nói. Này. Hả? Mày là ông chúng nó, mày cứ ngồi cao lên. Rồi, tao, nha, vai vế, rồi. Nha. Mời nước thì nước đâu? Khổ quá, con thịt ra ngoài sân mang ấm nước vào đây. Này, không phải ra lấy ấm chén ấy, làm gì còn ấm chén. Đây hết cả rồi. Đây. Sao mày để vào đây? Khổ quá. Ấm chén là của tao mua, bị chúng nó đuổi, tao khua hết vào. Đúng là cái đồ không phải đàn ông. Cái bo kè xỉ, giữa ông giữa thằng. Mày đừng có mà lằng nhằng. Một khi đã đuổi nha, ta bằng vào đây. Ok, hay, sao lại nói thế? Buồn cười thật okay. Đấy. Hả? Thằng này buồn cười. Đây là vợ tao, ông. À, chết rồi, ông quên. Mà thôi, có cái việc gì đâu. Có mỗi cái việc là thằng này nó đánh bố vợ. Sau đó thì nó thả tính mẹ vợ và nó đối xử tệ bạc với vợ. Đúng. Thế thì toàn người trong nhà cả chứ có phải hàng xóm cái gì đâu. Đúng rồi. Giời ơi, mà cứ phải làm căng thẳng. Mà này. Gia đình phải đoàn kết. Đúng. Thống nhất. Tống cổ thằng này ra khỏi nhà. Cái gì ấy? Ôi giời, mới đầu nghe rất là ôn tồn, nhưng nghe đi nghe lại như là hàn. Này, láo quá. Anh nói kiểu gì đấy? Mày giỏi, mày nói rõ nghĩa cho nghe nào. Nói thật, nhà này cũng chẳng ra chi, cộng thêm cái thằng bạn cũng chẳng ra gì. Biến đây. Ôi thôi, thôi. Này. Đấy. Ông biết ngay mày. Căng thẳng như này. Ông có ý kiến? Ông nói ý kiến gì ạ? Thực ra ông về. Có thấy ông? Ôi trời ơi. Tất họ nhà bà đấy. Họ nhà ông ấy. Bà ấy. Ông ấy. Mày ấy. Mày ấy. Hả? Alo. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Hello, Educhat National. Đây. Thằng này tắt máy rồi. Thằng nào đấy nhỉ? À, thằng Tập còn nhiều luyện. Alo. Tập ạ. Ôi em à. Tập đâu anh gặp tí? Hả? Cái gì? Mới nhập câu lạc bộ Juventus á? Đi lâu vào đây hợp đồng lâu không? 3 năm kìa. Ôi, thôi thế cho anh gửi lời hỏi thăm thằng bạn thân nhá. Bảo nó ở trong đấy cố gắng đá tốt nhá. Bao giờ về gặp nhau? Thế em nhá. Cày thế, gọi thằng nào để thằng đấy có việc. Alo. Alo. Ui ôi. Nghĩ chán. Cuộc đời thật lắm đắng cay. Lúc có thì nó rất hay hỏi mình. Đến khi mình gặp thất tình thì nó lại mất thần hình cắn luôn. Quá là đau như vậy.
giấc mộng ban đầu, yêu người của mới đôi mươi em đang đổ chẳng cho. Từng ngày qua phố áo em chẳng cả đường về, lá thư ước mong hồng cho mỗi tình xanh như khung hàng. Ai đã hẹn với thế để rồi lỡ mối duyên thơ ra đi chẳng dạ. Ngày em thấy áo áo hoa pháo đỏ dịu nồng, có ai nát cả cõi lòng. Đừng nhìn em bước bên cuộc mộng dở dáng khắc sâu bóng nàn lắng trong cung đàn. Em giờ đâu hằn ủi duyên mây, 20 năm cuộc diều còn đây uống qua tháng ngày cố quên đi người say hoài sầu không ngơi. Tình duyên ta tiếc uống thêm ly này, ôm giấc mộng lỡ làng những chiều lặng tiếng mưa rơi đêm say chờ trắng tan. Từng thu thay lá lá rơi đắp mồ cuộc tình, lá bay chất nặng đời mình nhớ người do tiếp ly này. Dở dáng khắc sâu bóng ngàn lắng trong cung đàn. Em giờ đâu hằn vui duyên mới, 20 năm cuộc diều còn đây uống qua tháng ngày cố quên đi người say hoài sầu không vơi. Tình duyên ta tiếc uống thêm ly này, ôm giấc mộng lỡ làng những chiều lặng tiếng mưa rơi đêm say chờ chẳng tan. Từng thu thay lá lá rơi đắp mồ cuộc tình, lá bay chất nặng đời mình nhớ người do tiếp ly này. Từng thu thay lá lá rơi đắp mộ cuộc tình, lá bay chất nặng đời mình nhớ người do tiếp ly này. Tặng tặng tặng. Alo. Ừ, nghe nghe đây bạn ơi. Hả? Đang ở đâu còn lâu mới nói.
Này, khổ quá. Đấy, bây giờ lang thang không nhà không cửa, vô gia cư. Đấy. Thì tôi nghĩ rồi. Tôi hiểu rồi bạn ạ. Đấy. Chỉ có người cũ mới là chân thành, còn mấy cái người mới thì chơi nó chẳng yên lành. Thôi, bye nhỉ. Thế bạn nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Ok nhá. Rồi. Buồn lắm. Ôi trời. Ôi, nhà lụa đây rồi. Bao nhiêu năm vẫn thế. Sao xuyến bồi hồi. Bao nhiêu kỷ niệm nó cứ ùa về này. Ngày xưa là đụa lụa lụa đẹp nhất làng. Một tối có thể là 20 chàng đến yêu. Nhưng mà lụa rất là kiêu, lụa luôn để ý là chỉ yêu mỗi mình. Úi giời. Nhưng mà đấy, dặn bao nhiêu năm nay rồi, cái cổng cái nà là phải tỉa tót cây cho nó sạch sẽ, cứ để thế này thôi. Còn cái nhà lười chảy thấy chảy thác, à vừa vừa tỉa tót nó đi cho nó sạch sẽ gì. Chả chịu làm ăn gì cả, chán không chịu được. Ôi, con mới chở cái nhà nào. Chả có sự giáo dục kìa. Lụa ơi! Lụa ơi! Này cái anh kia. Ôi trời. À. Anh làm cái gì đây ở cổng nhà tôi đấy hả? Thế ông là gì? Tôi là... Thế ông hỏi ai? Tôi hỏi lụa người yêu cũ. Mà ông là ai? Ông là ai? Ông là gì? Tôi là bố lụa. À, hiểu rồi. Sugar daddy gì? Có nghĩa là cái gì à? Bố nuôi trong nâng. Cái loại mà sugar daddy rồi lại đi cưới baby quá hẹt, đúng không? Ừ thì tôi nuôi con lụa. Đúng rồi, nuôi nấng phải nuôi nấng mà. Đúng là cái loại sugar daddy trâu già lại gặp baby quá hẹt nhá. Tôi cũng nói luôn này, ngày xưa ấy chẳng qua là số phận thôi. Chẳng qua là ông giàu thì ông mới hớt được cái lụa. Chứ còn tôi mà như ông ấy, còn lâu ông mới có tuổi nhá. Nói thẳng một câu như thế. Anh ơi, nói thật với anh, ngày trước nghèo lắm anh ạ. Anh ơi, phiền anh, nếu anh nói tiếng Việt Nam thì anh nói Việt Nam. Anh nói tiếng nước ngoài, nửa tiếng Việt Nam cũng thật không hiểu. Đấy, có bản dịch luôn. Ừ. Có nghĩa là trâu già lại gặp cỏ non. Cái loại mà đi cưới trẻ con quá hèn, đúng không? Này nhá. Tôi mà có quyền ấy là tôi đi thiến hết cái bọn sugar daddy nhá, mất cửa đi vớ vẩn nhá. Có nghĩa là mày nghĩ là tao là bố bịch đấy. Này tôi nói thẳng cho ông biết nhá, tôi mới lụa quá là mặn nồng, ngày xưa đã sống như vợ chồng rất lâu nhá. Mày hôm nay tao không giết được con chó này á, không làm người. Cái sao của tôi đâu rồi? Ôi trời ơi. Anh còn vác mặt anh đến đây làm gì? Lụa à? Lụa ơi. Này thì hóa ra cái ông giò lúc nãy là bố của lụa à? Anh lại trêu chó nhà em đấy à? Đâu anh trêu đâu. Ông giò ông đuổi anh chạy như chó chồng chích. Vậy anh đến đây làm gì? Lụa. Đời anh hồng nhân bạc phạm. Hả? Hồng phân hằng nhạn. Sao cơ? Khổ lắm. Hồng nhang bạc phận, đúng chưa? À đúng rồi. Ngày xưa anh ngu anh dại. Anh bỏ em anh đi anh lấy vợ, tưởng là hạnh phúc anh. Có loại ham tiền như anh ấy, như thế là đúng rồi. Đấy. Anh cũng nói luôn. Anh về nhà vợ thì
bây giờ cả nhà nó hợp sức một lòng đuổi anh chạy cả một vòng mới đến đây. May quá được gặp em. Thế anh còn vác cái mặt anh lên đây làm gì? Anh với tôi giờ chẳng còn gì cả, chỉ là tình cũ thôi. Ôi trời, thì đấy, người ta bảo rồi, tình cũ không dù cũng đến. Em luôn là bến là bờ, em luôn là cái chỗ để anh mong chờ. Đến với em. Sống cái cảnh chó chui gầm chạn sướng chưa? Có sướng gì đâu em. Lụa ơi, bây giờ chỉ có em mới là chỗ để anh. Lụa ơi, anh biết anh là thằng tồi, nhưng gặp lụa rồi xin phép em được ngồi xuống đây. Đừng nhìn nhau chi mà hoen lệ bờ mi, tình dù chưa phai không tránh được tử ly. Ai biết đời mai sau bao giờ, ai biết đâu ngờ tình hai chúng ta lẽ nào phôi pha. Xót xa từng kỷ niệm đầy vơi, lòng mình muối sát sao không mặn người ơi. Trăng nước còn đây em đâu rồi, ngăn cách phương trời. Hận tình ly tan trọn đời riêng mang. Xe hoa đưa em về ngỡ ngàng, nhìn đoàn xe sang tuổi hơn anh mang. Ngục tối đau thương độc hành đêm trường, địa khúc yêu đương chỉ còn cùng buồn não nùng. Đớn đau từng tiếng lòng người ơi, trời đầy hai đứa nên cách biệt hai nơi. Lau mắt rồi thôi xin gắng cười làm vui lòng người, đành chờ kiếp sau mình lại yêu. Màu hoen lệ bờ mi, tình dù chưa phai sao tránh được tử ly. Ai biết đời mai sau bao giờ, ai biết đâu ngờ tình hai chúng ta lẽ nào phôi pha. Xót xa từng kỷ niệm đầy vơi, lòng mình muối sát sao không mặn người ơi. Trăng nước còn đây em đâu rồi, ngăn cách phương trời. Hận tình ly tan trọn đời riêng mang. Xe hoa đưa em về ngỡ ngàng, đoàn xe sang tuổi hơn anh mang. Ngục tối đau thương độc hành đêm trường, điệp khúc yêu đương chỉ còn cùng buồn não nùng. Đớn đau từng tiếng lòng người ơi, trời đầy hai đứa nên cách biệt hai nơi. Lau mắt rồi thôi xin gắng cười làm vui lòng người, đành chờ kiếp sau mình lại yêu nhau.
mắt rồi thôi, xin gắng cười làm vui lòng. Chị che cái bánh bao. Bánh bao em đây. Cảm ơn nhá. Ừ, anh thì bỏ đấy làm sao ủng hộ chị. Vâng, bye bye chị. Anh này sao anh đổ xé vô duyên vậy? Đổ bên kia cho em bằng hang. Anh đổ thế này có gì mà vô duyên? Quá vô duyên lắm luôn. Em bằng hang đây, anh đổ kia thì khách đâu em ngồi. Cứ bình tĩnh. Bình tĩnh sao được? Xin chào em bán bánh bao. Nhìn em anh thấy nôn nao cả người. Thế thì phải nở nụ cười để anh xin phép mua 10 cái bánh bao. Anh nào ăn nào tao lao. Máu đi chục hạt để cho tao con băng hàng. Em phải ăn nói nhẹ nhàng, đứng im để anh xin phép khẽ hàng dịch cho. Yamakov hiếp vì gô lúc ghi phúc kinh chôn. Anh này vô duyên thật. Cái đang dịch su su này su 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 à. Từ ngày có em về, nhà mình tràn anh chẳng thề. Thề rồi, thề rồi. Thề rồi, mày thề à, mày thề à. Thằng này sao lại đánh tao? À. Tao đang thử dịch xem có phải cái bánh bao ở chỗ này. Ừ. Chỗ này không phải là của mày, chỗ này là của bố mày. Thôi, thế thì tao lại đi cày. Mày chủ sở hữu thì mày cứ chơi. Niên tại sao lại đánh nhau? Lấy sao nào? Bánh bao ở đây mà nó cứ lấy bánh bao ở đây này nào? Anh xem đây có mấy cái bánh bao nó cứ tào lao nó vớ vẩn ấy. Sống mà phải có niềm tin. Vâng. Muốn ăn bánh bao chứ gì? Vâng. Cứ mua cả thùng luôn. Vâng. Niên đi xe ôm không? Em xe ôm. Anh đi à? Anh đi thật đi. Không đi thì hỏi làm cái gì? Sống là phải có niềm tin. Vâng. Sống nhất phải có niềm tin. Nhưng trời, một cười thật đấy nhỉ. Cười. Bỏ cái ghế xuống. Bỏ ghế xuống, sống phải có niềm tin. Anh ơi. Nghe nó nói đấy. Anh sống có niềm tin. Đây đây, đây. Không mua anh bao à? Mai mua. Mai người ta mua, sống phải có niềm tin. Đi. Niềm tin. Mà vào nữa. Dạ. Mà bánh bao thì lần sau rồi mặc cái áo nó kín đáo vào. Kín thế này bảo sao còn lucky nữa. Đậy nó vào. Ê, anh đổi mũ à? Mà anh dài đi về đâu? Đi xa. Đi xa? Đi về nơi xa lắm à? Đi xa nhưng mà xa nó cụ thể đâu? Bên kia cầu. Bên kia cầu? Bên kia cầu hai cây. Ủa ơi. Anh thì chơi em. Chơi thế. Đi qua cầu em lấy thế nào? Em lấy tiền à? Muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Muốn lấy bao nhiêu thì lấy nha, anh nhiều nhá. Sống là phải có niềm tin. Vâng. Thế lên xe. Ai quá. Anh. Đi. Ê, sáng sớm là gặp được anh. Em sống cả ngày. Anh ngồi nhá, anh ngồi cẩn thận. Anh ngồi. Đấy, em đổ máy cái. Mày ngã mình sao? Chìa khóa em đâu nhỉ? Chìa khóa em đâu anh ơi? Ông đi xe mà ông hỏi chìa khóa tôi. Ôi trời ơi. Đây. Em phấn khởi quá em quên hết. Đi xe. À, lằng nhằng. Sao đấy? Nốt cái đợt này thì đổi cái xe khác đi nhá. Có đi không? Có em vẫn muốn đi mà. Có nổ đâu mà đi. Chết rồi. Chết nhỉ? Nào, có đi không? Có em vẫn đi mà. Thế mà buồn. Anh ơi. Gì? Hình như là xe em hết xăng. Hết xăng ông xe ốm không còn hết xăng nữa thì chẳng ai thế cầm hết tôi đi cho khác. Không anh cười. Anh em mình có duyên gặp nhau. Anh kéo rồi. Ấy này thế này nhá. Thôi em bí mà. Thì anh cho em tạm ứng cái tiền tiền dầu để em mua xăng được không? Điên à? Điên. Ông chưa chở tôi được một mét nào. Ông lại đòi lấy tiền của tôi. Thì tôi đưa bao nhiêu mà tôi đưa? Thì tí nữa đây mình tính sau. Thôi. Sống phải có niềm tin. Không. Tin cái gì thì tin. Chứ cứ đến nơi rồi ấy, thì anh sẽ gửi tiền. Chú không thiếu một đồng nào. Ồ, quá. Đấy, anh cầm cho em cái kẹo. Thôi không ăn. Thì cầm hộ em. Làm cái gì đấy? Quá tràn.
Anh có bật lửa? Có. Thế mời cái bật lửa. Mày làm cái gì đấy? Dạ em soi đấy, em soi bình xăng cho anh xem. Mày điên à? Thì anh không tin em soi. Mày soi xong ý, tao với mày hưởng dương bao nhiêu là biết luôn đấy. Thế thằng ngu này đợi bao nhiêu? Thì anh sống anh phải có niềm tin. Bè ôi ôi trời ơi, quá hay. Ui giời, đang lúc bí này có cái bí. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Ừ rồi, ok luôn. Anh ơi, thế với cái này nhá. Ừ. Anh ở đây nhá. Ừ. Anh ở đây. Đó, xong là em đi đổ xăng em về em đón anh luôn. Nhá. Anh ạ. Sao người ta lại để cái ví. Thế nó về hay. Đỏ nhỉ. Đi đợi em nhá, em đi đổ xăng đây. Này này này. Mày đổ xăng vào mồm mày à? Hả? À. Xe mày đây mày đổ vào đâu? Ừ đấy. Khổ. Nó lấn vấn chứ anh già nó cứ quên hết. Thế thì anh đứng đây đợi em nhá, em đi đổ xăng nhá. Này. Cầm cho em cái ví em đi đổ xăng. Em đi luôn em. Anh này. À dạ. Mày đi thì đợi không có tiền làm sao mà đổ được. Mày cầm tạm 10.000. Cầm tạm 10.000. Ừ. Dạ vâng. Thế anh đứng đây đợi em nhá. Ừ. Ôi dồi ôi. Hay thế. Tự nhiên tàng một ví đấy, có cái ví tiền. Thế thì em đi nhá. Ờ. Vâng. Em đi luôn. Dạ. Ôi dồi ôi. Dạ vâng. Ôi dồi. Ôi dồi. À, dạ. À, đi xe lâu chưa? Dạ em đi lâu ạ. Lâu là bao nhiêu? Dạ ngày thứ hai anh ạ. Ừ, dạ. Lâu thế nhỉ? Dạ, vâng. Có 2 ngày thảo nào. Ăn à, này. Dạ. Ông tên là gì nhỉ? Từ nãy giờ mãi nói chuyện không biết tên để mà giao dịch. Dạ. À tên em là Mão anh ơi. À. À tuy tuổi như thế nhưng mà đời còn non. À. Thế nhiều đứa bảo em trẻ con. Em nói thật sự là trẻ con thế nào? Đúng rồi. Thế cụ thể là bao nhiêu tuổi? À dạ năm nay em tuổi 45. Ừ. Thế mà nhiều đứa nó cứ bảo là thằng này 44. Mày đi rất là lắc lư. À. Tí nữa đến nơi tao chỉ giả mày số dư thôi mà. Anh đi đi, ông thì muộn hết việc của tao rồi. Đi cái đùa em. Đấy rồi, đấy rồi. Thế. Ôi. Sao đấy? Ôi. Hả? Quá anh ạ. Ngất à? Tình hình là đi quá xa. Ừ. Mà chưa nói cái chuyện là bao la đất trời. Thế nào? Dạ. Ôi, vẫn còn khỏe lắm. Rồi anh cảm ơn nhá. Anh ơi. Anh ơi. Gì? À, anh hiểu rồi. Khổ. Mũ như thế. Đây, anh gửi. Anh xin lỗi, tí nữa thì cầm cái mũ của chú đi nhờ. Anh đi nhá. Anh ơi. Anh ơi, em bảo cái gì, còn cái gì nữa à, cái mũ thì chẳng đáng bao nhiêu. Ừ. Nhưng mà quan trọng là cái tình cảm mến yêu của chúng mình. Trời ơi, lại còn thơ với kiểu phú này này. Trước là ở trong đội văn nghệ xã đúng không? Vâng, thì em ở đội văn nghệ rất là lâu. Nhưng mà cứ làm mãi mà chả thấy giàu được là bao. Trời ơi. Sống là phải có niềm tin nhá. Vâng. Cứ phải là chú, anh tin cái tướng này là chú sau này sẽ giàu. Cố gắng lên nhá. Em nói thật anh này. Gì? Em có niềm tin thì em mới chở anh đi xa như thế. Nhưng nói thật luôn trắng vớ này. Đi làm mà không có công khác nào đi cấy mà chồng ông không có gì. Đấy. À, rồi anh hiểu rồi. Vâng. Tiền chứ gì. Vâng. Sống là phải có niềm tin. Vâng. Anh thiếu gì tiền nữa mới quên mất thôi. Vâng. Thật thà, trung thực, thẳng thắn. Vâng. Nhá. Vâng. Ngươi là phải thế cho anh đi. Vâng, vâng. Đây, tiền đây này. Dạ, vâng. Ở đâu nhỉ? Ở chết thật. Ăn này. À đây, đây. À này, này. Dạ. Cái chỗ cà của nó đâu nhỉ? Cà gì anh? Để anh khịa mà. Khịa cái gì ạ? Quẹt phát rồi xong luôn. Ừ. Anh định chơi em à? Sao? Em chỉ làm nghề xe ôm bây giờ đây, sao lại cái thẻ quẹt gì ở đây? Đấy. À. À. À không sao. Đơn giản đấy mà. Vâng. Đọc số tài khoản với cả ngân hàng anh bắn tiền sang cho. Vâng, ngân hàng của em gì? Ừ. Ngân hàng của em là ngân hàng Niềm Tin Banh. Số tài khoản. Số tài khoản gì nhỉ? Số tài khoản là
11 11. Rồi. 1100. Rồi. 22. Tiếp. Không có. Mày lại chơi tao rồi à? Chơi gì đâu. Thì anh tính này em chỉ làm nghề xe ôm, bây giờ sao anh cứ hỏi cái chuyện lôm côm thẻ mấy bài cái gì? Thì mày cũng nói luôn đi, vừa mới khen là thật thả xong rồi để điều hòa ngay rồi. Thì bảo là em không có số tài khoản, không có tài khoản mày. Thì nói bằng... là cái ngân hàng cái gì niềm tin nó gõ có đâu. Hả? Thì anh sống thì có niềm tin. Giờ nghe cuộc điện thoại đó thì... Vâng, anh cứ nghe đi. Dạ. Alo tôi đây. Dạ. Sao? Có 1.000 tỷ thôi thì làm sao mà phải bắt tôi lên họp làm gì hả? À, nói bao nhiêu lần rồi, những cái dự án 5-7 nghìn tỷ nhá thì hãng gọi tôi. Vâng. Thôi được rồi, hôm nay tôi đến cơ quan rồi nhá, đang ở dưới đây rồi, chờ tôi 5 phút nữa. Vâng. Nhá. Ở trên này mạng nhá. Vâng. Cứ đứng đây chờ anh. Dạ. Nhá, anh lên trên anh họp một tí, anh bảo nhân viên gửi cho em có ít nhiều gì thì anh cũng không biết. Anh cứ gửi cho 1 triệu nhá. 1 triệu, okay, hay quá. Anh tên là gì nhỉ? Anh tên là gì để em dễ giao dịch? Anh tên là Hải nhá. Tổng giám đốc. Hải chó. Chó. Hải cầu với chó. Đưa anh xin làm chó. Vâng, thì anh cứ lên em đợi. Vâng. Vâng lên nhá. Em tin anh rồi. Chờ anh tí thôi. Công ty anh làm ăn công nhận cực kỳ đấy nhỉ? Nhân viên nó xuống nó gửi tiền bây giờ. Vâng, em tin anh. Anh đi nhá. Vâng ạ. Vâng. Chúc anh công việc tốt đẹp ạ. Ôi. Cũng hoang mang nhỉ. Không biết cái thằng Hải cầu nó có trả tiền không. Sống là phải có niềm tin. Ôi anh ạ. Dạ vâng, em tin anh ạ. Dạ. Anh chưa lên ạ, anh chưa đi ạ. Chờ ở đây, vâng. Xuống ngay bây giờ. Nhân dạ viên vâng. Nó xuống nó gửi tiền ngay bây giờ. Dạ vâng, vâng. À, chào lần nữa. Vâng. Dạ, vâng. Chúc may mắn. Dạ vâng, anh công việc tốt ạ. Dạ vâng. À, hai em ơi, anh nhờ cái này. Dạ. À, mang tiền xuống cho anh phải không? Tiền gì hả anh? Cái anh giám đốc Hải cầu ấy vừa bảo là đưa anh đợi đây một tí xong mà đưa nhân viên xuống đưa tiền cho anh để đưa nhanh cho anh còn đi cái cứ bảo 30 phút mà một tiếng chẳng thì xuống. Ơ, Hải cầu nào anh? Cái anh Hải cầu tổng giám đốc của cả cái tòa nhà này. Ơ, anh bị nhầm à? Cái này vẫn đang lắp ráp đã xong xuôi đâu mà giám đốc giám điếc cái gì ạ? À? Ủa thế à? Ờ, vâng. Ôi. Ê, chết không nhỉ? Thôi đi. Ôi. Tiên sư thằng Hải cầu kia, tại sao mày lại ăn chia kiểu gì? Mày bảo mày rất chịu chi, bây giờ tao khổ quá chẳng biết lấy gì nuôi con thằng Hải cầu kia. Ôi.